chào tất cả mọi người có mặt trong buổi tối hôm nay. Con tên là Nguyễn Minh Hải An. Và con đã chơi trống được khoảng 6 tháng. Thật là quá tài năng đúng không quý vị? Cảm ơn con rất là nhiều nhé. Vâng, xin được hân hạnh chào đón quý vị khán giả, khách mời và đặc biệt là những người anh em vô cùng yêu quý, cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập. Chúng ta đang cùng nhau có mặt tại đây để cùng tham dự đêm nhạc tưởng nhớ tới Trần Lập, người anh cả trong làng giúp Việt vào buổi tối ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Vi Thảo xin được gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn và lời chào trân trọng nhất. Quý vị thân mến, trong đêm nhạc ngày hôm nay, chúng ta rất vinh dự được đón tiếp các quý vị khách đại biểu. Về phía ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu anh Nghiêm Xuân Mạnh, Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, chủ nhiệm câu lạc bộ guitar Quảng Ninh. Về phía các ban nhạc tham gia xin được trân trọng giới thiệu Ionic Band. Mời các bạn lên sân khấu ạ. Xin mời những đội nào được đọc tên thì chúng ta lên đây. Và tiếp theo xin được giới thiệu 45 độ nào. Ban nhạc tiếp theo của chúng ta Guitar M. Tiếp theo sẽ là Guitar Hoàng Yến, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ guitar Quảng Ninh, chủ nhiệm câu lạc bộ guitar Cẩm Phả. Xin mời các bạn Linh lên đây ạ. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời ca sĩ Nguyễn Hưng. Xin trọng kính mời guitar Thế Nha. Chống nhí bé Nguyễn An. Xin mời con quay trở lại sân khấu. Về phía các nhà tài trợ xin được trân trọng giới thiệu công ty sự kiện 1900 là nhà tài trợ địa điểm tổ chức, trang thiết bị phục vụ tổ chức, bàn ghế, sân khấu. Câu lạc bộ guitar Quảng Ninh tài trợ nhạc cụ, trang thiết bị biểu diễn. Câu lạc bộ Dốc Quảng Ninh tài trợ âm thanh, ánh sáng, biểu diễn. Sương Media quay phim chụp ảnh. Sương Media đây ạ. Và tất cả các bạn trẻ yêu nhạc đến từ mọi miền tổ quốc biểu diễn trên tinh thần yêu nghệ thuật và không cắt xê, không thu phụ phí. Sinh ngày 12 tháng 12 năm 1974, mất ngày 17 tháng 3 năm 2016, thường được biết đến với nghệ danh Trần Lập, là một nhạc sĩ kiêm ca sĩ người Việt Nam, là trưởng nhóm và cũng là người thành lập ban nhạc Dốc Bức Tường. Anh giữ cương vị này từ khi thành lập đến khi tan rã lần đầu năm 2006. Và buổi tối hôm nay, được sự đồng ý của ban nhạc Bức Tường và gia đình nghệ sĩ, anh em chúng tôi ngồi lại với nhau cùng làm một chương trình tưởng niệm người anh cả của rock Việt, thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường, cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập. Và ngay bây giờ, xin mời toàn thể quý vị hãy cùng dành một phút để tưởng nhớ tới cố ca sĩ, nhạc sĩ tài hoa Trần Lập. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chỉ gặp nhau một vài lần nhưng suốt đời là bạn, vì trong mỗi trái tim đều có một ngọn lửa luôn âm ỉ nhen nhóm. Nó vẫn luôn chạy rạo rực trong từng huyết mạch, những dây neuron thần kinh và tế bào của mỗi con người này. Và đến một thời điểm nào đó, khi đã gạt bỏ được những bộn bề của cuộc sống, chúng tôi gặp nhau và tất cả sẽ bùng cháy. Đó là rock, thứ âm thanh tuyệt vời có thể kết nối tất cả những ai yêu nó, bất kể màu da, sắc tộc, tiếng nói, ngành nghề, lứa tuổi, giới tính. Âm nhạc nói chung và rock nói riêng quả đúng là điều kỳ diệu của cuộc sống. Và ngày hôm nay, một lần nữa thay mặt cho toàn bộ anh em, cảm ơn cố nhạc sĩ ca sĩ Trần Lập đã có thể cho anh em chúng tôi một lý do để có thể gặp nhau sau 2 năm xa cách. Và em chúc cho đêm nhạc tối nay của anh em chúng ta sẽ thành công rực rỡ. Và bây giờ thì xin mời các ban nhạc quay trở về vị trí để chuẩn bị cho tiết mục của mình. Cháy. Nhưng nếu không có một người đứng lên tổ chức, kết nối, kêu gọi thì đam mê vẫn chỉ nằm yên, giấu kín trong lòng như con tàu Titanic đang chìm dưới đáy biển khơi. Và có những người họ chỉ có thể giải tỏa cảm xúc bằng âm nhạc mà bất cứ một lời nói, hành động hay status nào cũng không diễn tả hết được. Và cho Vi Thảo hỏi ngay một câu, buổi tối ngày hôm nay ai chính là người đã kêu gọi anh em chúng ta cùng nhau hội tụ ở đây? Vâng, người đó chính là anh Giá Bông, cũng là anh Nghiêm Anh. Và ngay bây giờ thì xin mời anh sẽ có đôi lời phát biểu tới toàn thể quý vị ở đây ạ. Đôi lời chia sẻ thôi, không có phát biểu gì, nghe có vẻ ghê gớm quá. Hơi căng thẳng tí. Thì thực ra cái buổi tối hôm nay em cảm thấy là nó khác xa rất nhiều so với cái sự tưởng tượng tôi cách đây một tháng khi mà tôi kêu gọi anh em. Tôi nghĩ là sẽ có một cái không gian nhỏ ấm cúng, rồi tất cả mọi người sẽ cùng chơi acoustic hoặc là có thể chơi cu ben nó nhẹ nhàng, khoảng tầm 3-40 người và chỉ những anh em chơi nhạc ngồi với nhau thôi. Mà cũng không ngờ là cái sự ủng hộ của những anh em ban nhạc ở xa người mong như thế. Tôi đăng lên một cái poster để tất cả anh em cầm phải chơi cùng ý chơi. Có tội là mấy anh em một cái có thể là hơi bận một tí không chơi được ngay, thì hy vọng là chương trình sau chúng ta sẽ cùng chơi được. Thì đối với cái chương trình buổi ngày hôm nay thì nếu như mà một người đi hỏi một bác nào đấy khoảng tầm gần 70 tuổi là có biết một bên ban nhạc rớt nào không, thì 10 người chắc cũng phải những 9 người sẽ trả lời ban nhạc rớt tưởng. Hỏi có biết rớt cơ nào không thì 10 người đó, 9 người sẽ trả lời là đấy là anh Trần Lập. Đối với âm nhạc của anh thì đã đi theo tôi cùng ăn đám từ những ngày của bé, từ những thời năm 96, khi mà FV 96 thì đầu tiên được nghe những cái bài Vũ Nhị Vũ Quang hay là những cái sáng tác sau đấy của anh Lập, và đã tiếp cho thêm cho tôi nhiều cái sức mạnh cũng như là niềm đam mê trong cuộc sống. Hy vọng là chúng ta tối hôm nay sẽ có một cái buổi tối thật vui và ý nghĩa. Và mọi người nếu như cùng hợp bài chúng ta đều có thể hát theo được. Kể ở đây tôi còn biết là có mấy cháu nhỏ khoảng tầm 5-6 tuổi nhưng cũng đã thuộc rất là nhiều bài hát của Bức Tường rồi. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn anh Mạnh rất nhiều. Mặc dù vô cùng bận biểu với những dự án đầu năm, vì anh là một kiến trúc sư khá là có tiếng ở Hạ Long, nhưng với trách nhiệm và tình yêu đam mê cháy bỏng với âm nhạc trong thời gian gần đây, anh đã liên tục tổ chức những đêm nhạc vô cùng chất lượng để những người yêu nhạc được kết nối với nhau. Và ngay bây giờ, không còn chần chờ gì nữa, sẽ là những tiết mục đầy ấn tượng đến từ những tay chơi khét tiếng quang bí Guitar Emma. Xin mời anh Hải Dốc
vocal chính của guitar mo. Em tưởng anh chờ lâu quá về rồi. Anh giới thiệu một chút về đội hình của mình đi, xong rồi bài hát của mình như nào nhé. Cái mic hát thôi ạ. Vâng, Guitar Mo xin kính chào quý anh chị em có mặt trong đội mặt trời ngày hôm nay. Đến từ vùng đất Uông Bí thì anh em chúng tôi cũng có cái chung một niềm đam mê, đó là yêu nhạc rock của Bức Tường, nhạc rock nói chung, và Bức Tường đó là một cái gì đó. Thực sự mà nói thì anh em chúng tôi đa phần những bài biểu diễn cũng đều là những bài hát của ban nhạc Bức Tường. Hôm nay là ngày tưởng niệm ngày mất của anh Lộc. Xin được gửi tới quý anh chị một số bài mà anh em đã vội vàng trong lúc bận rộn tập luyện được. Thì cũng mong anh chị ở dưới thì có ai biết những cái bản nhạc của ban nhạc Bức Tường thì hát cùng bên chúng tôi nhé. Vâng, cảm ơn ạ. Đầu tiên là bây giờ là tháng 3 rồi nhưng mà anh em chúng tôi vẫn cứ lưu luyến tháng 12. Một bài hát rất hay của ban nhạc Bức Tường. Tháng 12 ạ.
Vâng, sau đây là Hồ Văn Trắng ạ. Thank you.
Nếu có lỗi ở chỗ nào không tốt lắm thì anh em hết sức thông cảm. Vâng, bài tiếp theo Dấu Xuyên Màn Đêm ạ. Cả bơ cũng được.
Anh chị nào có? Vâng, anh chị máu lên ạ. Quẩy lên ạ. Thank you.
tượng ở chỗ góc kia. Chứ cái biểu tượng hình bàn tay ở góc kia. Đây là một biểu tượng được sáng tạo bởi ban nhạc kỹ sư trên, cũng nghĩa là ai ai rất yêu tôi yêu bạn và rất hay sử dụng trong các show nhạc rock. Nên nếu mà các bạn cảm thấy bài trình diễn rất là tuyệt vời thì vui biểu tượng anh em nhé. Với vai trò trưởng nhóm, Trần Lập đã đảm nhiệm công việc sáng tác chính với hơn 30 ca khúc, đặc biệt với tác phẩm Đường đến ngày vinh quang, cùng các thành viên trong nhóm đã đưa Bức Tường trở thành ban nhạc rock có số lượng người hâm mộ lớn nhất tại Việt Nam. Vào thời điểm dòng nhạc rock tại Việt Nam đang trong thời kỳ sơ khai, anh Lập và ban nhạc của anh đã đặt những nền móng đầu tiên cho dòng nhạc này tại Việt Nam. Âm nhạc và cuộc đời của anh được đánh giá là một sự nhất quán cao. Trần Lập qua đời ngày 17 tháng 3 năm 2016 sau một thời gian điều trị ung thư. Và tiếp theo sẽ là một bài hát nữa của Guitar and More. Thank you.
lại sân khấu cho các ban nhạc khác. MC Thảo Việt. Vâng, xin cảm ơn màn trình diễn vô cùng máu lửa của những anh trai đào hoa đến từ Uông Bí. Và tiếp theo xin mời ca sĩ Nguyễn Hưng lên sân khấu trình diễn bài hát Ngày Hôm Qua. Xin mời Nguyễn Hưng. Trong giấc mơ bao xa cách cũng như một trời băng, bay ta ngọt ngào từ quá khứ vẫn khát khao trên đôi bờ hoa. Ta cơn mưa nơi đâu đã đến vẫn xa mờ, bao vết chân năm tháng hạt mưa buông trong đôi mắt em. Tưởng nhớ nhạc sĩ ca sĩ Trần Lập của ban nhạc Bức Tường ngày hôm nay,
chúng tôi 45 độ rock đến từ thành phố Cẩm Phả. Và ngay sau đây là những ca khúc của ban nhạc Vương Tường, những ca khúc đã gắn liền với tuổi trẻ, với thanh xuân của chúng ta. Ca khúc đầu tiên mang tên Những Chuyến Đi Dài. Mưa đêm trong đời, đôi mắt cho mảnh đất khô.
ngày. Em chờ cơn mưa, bàn tay nắng ngón xin mong chờ em từng cơn ngã. Và từng chiều mong cho em gần đôi bay. Cơn mưa hoang dã anh chờ em trọn một đời. Cơn mưa hoang dã anh chờ em trọn một đời. Một sạch hít mây và môi khô trong lòng. Em đến gió mát từ miền xa xôi. Em xóa cơn khát cồn cào trong tôi. Em nhớ cơn mưa là biển rộng. Đôi mắt xanh màu, đôi mắt xanh màu nước mơ. Em chờ cơn mưa, bàn tay nắng vẫn xin mong chờ em từng cơn ca. Và từng chiều mong chờ em đầy đôi bay. Cơn mưa hoang dã anh chờ em trọn một đời. Cơn mưa hoang dã anh chờ em trọn một đời. Thời sự cũng như tính đúng đắn của nó vẫn luôn luôn hiện hữu. Ca khúc mang tên Con số 0. Thank you.
xin phép quý vị các bạn một phút để chúng tôi xử lý sự cố về dây đàn này. Và sung quá đó. Trong lúc chờ đợi thì anh Trần Phong thì trong này dốc thì những cô gái mà yêu dốc thì thường rất là cá tính và có một cái gì đó rất là gai góc nhưng mà cũng rất là quyến rũ. Và ngay bây giờ sẽ là giọng hát quyến rũ của Linh và tiếng đàn của Hoàng Yến. Xin chào tất cả mọi người. Trong đêm nhạc rất là cảm xúc ngày hôm nay thì em và chị Quyến Mạnh sẽ mang đến hai ca khúc nhẹ nhàng sâu lắng một chút và cũng rất đỗi quen thuộc, đó là Mắt Đen và Cơn Mưa Tháng Năm. Nếu như Mắt Đen là một ca khúc rock ballad và ngày xưa thì thường được các anh thế hệ 8X hát để tỏ tình, nhưng mà trong hai trải nghiệm mới đó thì Cơn Mưa Tháng Năm lại là một bài hát là buồn mang mát và có nhiều hoài niệm và có những hình ảnh sâu sắc và sự lãng mạn và được anh Trần Lập cũng như là ban nhạc Bức Tường đưa ra. Và bài hát đầu tiên đó là Cơn Mưa Tháng Năm, mọi người lắng nghe bài hát của mình nhé. Người cùng ký ức về trong giấc mơ luôn hỏi tên. Đôi khi tôi mong có quên đi nhưng xóa sao mà vết dấu. Anh trở lại nơi đã từng ngày đó khi ta gần bên. Rồi một ngày em đã quay lưng trong cơn mưa tháng năm. Rồi chẳng làm bước chân khó quên nơi cơn mưa tôi đi vào để tìm về đúng nơi trước khi ao ạt tôi mưa tới. Mà giờ là phút giây đã dài cho em sẽ quay quay lại.
tuyệt vời. Và tiếp theo là sẽ là một bài Mắt Đêm. Bài này là một bài sáng tác của nhạc sĩ Trần Lộc, nhưng mà cũng là một bài để tưởng niệm một người anh em đã mất trong một câu lạc bộ rất Quảng Ninh, đó là anh Nghị. Và trước khi đến với bài tiếp theo thì xin mời khán giả ở đây chúng ta cùng di chuyển lên đây một chút để cho những khán giả ngồi kia có thể cũng được thưởng thức những khoảnh khắc ở trên sân khấu. Mời các bạn di chuyển lên trên kia một lúc để không bị ảnh hưởng tầm nhìn, bởi vì là ở đây có nhiều khán giả nghe dốc nhưng mà nghe dốc rất là nội tâm quý vị, mặc dù trong lòng đang cháy rất là cháy nhưng không như này. Vâng, mời tiếp theo Mặt Đảng. Và sau đây thì em xin được nhường sân khấu cho các bạn tiếp theo.
Cảm ơn guitar Hoàng Yến và bạn Linh với tiết mục vô cùng đỉnh cao. Có những lúc mà cảm xúc xuống tận dưới đáy và cũng có những lúc bùng nổ vô cùng tuyệt vời. Và tiếp theo, các anh 45 độ ra đây đã... Trong album 44 của ban nhạc Bức Tường, ca khúc mang tên Ngày Khác. Thank you.
thấy mỏi không? Mỏi cổ vai gáy. Rất nhiều chúng ta có mỏi không? Chưa mỏi ạ, thêm một chút nữa đúng không ạ? Vâng. Bởi vì chơi rock mà nghe rock này nhiều thì thường là hay bị mỏi cổ vai gáy. Và ngay sau đây là ca khúc Mỏi.
À, có quý vị nào đang ngồi mà không nhìn được lên sân khấu á, có thể giơ tay lên được không ạ? À, nhờ các bạn có thể di chuyển lên tìm tí cho rất là nhiều khán giả đến đây để xem chúng ta. Vòng canh có ai không nhìn được nữa không ạ? Không nhìn được, đứng lên đi các anh chị, đứng lên đây quẩy với bọn em luôn. Vâng, và tiếp theo. Và ngay sau đây là một ca khúc vừa nãy chúng tôi chưa kịp hoàn thiện. Và đang hay thì đứt dây đàn. Ca khúc mang tên Con số 0.
theo là một ca khúc cũng tương đối cũ của ban nhạc Vĩnh Tường. Nó khúc mà cũng rất lâu rồi mà chúng ta chưa chơi. Đấy, ca khúc này để thể hiện một cái tinh thần rock rất là tuyệt vời. Ca khúc mang tên Nam Châm. Phải tên các bạn đâu hết rồi ạ? Bị sao hết rồi ạ? Và
có nghĩa là quý vị và các bạn cũng tương đối là ong tai rồi đúng không? Và ngay sau đây sẽ là ca khúc cuối cùng của chúng tôi trong buổi tối hôm nay. Ca khúc mang âm hiểu của miền biển Quảng Ninh chúng ta rất là rõ ràng. Vâng, phía trước chúng ta vào biển đây. Ca khúc mang tên Ra Khơi. We'll be right back.
cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Cảm ơn tình cảm các bạn đã dành cho ban nhạc cũng như cho những bài hát của ban nhạc Bức Tường của anh Trần Lộc. Xin nhờ ngài sân khấu cho ban nhạc sau. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn màn trình diễn tuyệt vời đến từ 45 độ dốc. Khi mà nghe các anh hát thì những ký ức thanh xuân của nhiều người ở đây bỗng chốc quay trở lại. Và tiếp theo xin mời Thế Nha và Hải Dốc với tiết mục Giọt Nắng. Quý vị thân mến, Trần Lập đã ra đi ở tuổi 42. Cái tuổi chẳng gọi là già nhưng cũng không còn là trẻ. Người ta tiếc cho người đàn ông bản lĩnh ấy, người đàn ông khuấy động những tâm hồn trẻ trong 20 năm đàn hát, người đàn ông cùng với những người bạn của mình rót vào thế hệ non trẻ cái lông của một gã đàn ông chơi rock. Tượng đài của rock, đó là những gì người ta nói về Trần Lập và ban nhạc Bức Tường. Nhạc Việt chẳng thiếu những ban nhạc rock vĩ đại, nhưng những người truyền lửa đam mê, người đem rock đến phát triển từng cái đài cassette, đem nhồi rock vào những chiếc máy MP3 bỏ vào cặp sách học trò, chắc chỉ có Bức Tường là thành công nhất. Có lẽ nên gọi Trần Lập là một rocker quốc dân. Tượng đài ấy trải qua cuộc chiến dài 4 tháng với căn bệnh ung thư với đầy nghị lực và sự dũng cảm. Có thể trong trận chiến ấy, gã trai ngông không nắm được phần chiến thắng, nhưng anh thắng trong lòng khán giả, thắng trong lòng cả những người chưa từng hoặc chỉ bập bẹ vài câu hát vang mãi trong loa đài. Người ta có thể không biết đến Trần Lập, nhưng tôi dám cá, chẳng ai không biết đến câu hát này. Chẳng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, và trái tim vẫn âm thầm. Thưa quý vị, bài hát thương hiệu của Đường lên đỉnh Olympia cũng là tuyên ngôn tổ trẻ của một thế hệ dám đương đầu với mọi sự trớ trêu. Và còn nhiều bài hát làm nên tên tuổi của Trần Lập Bức Tường. Và tiếp theo sẽ là Giọt Nắng. Chưa với nhau. Giọt Nắng, một ca khúc rất hay về tình yêu của Trần Lập, anh Trần Lập. Yeah.
mỗi giọt đắng sẽ mang liềm đau. Xin trân trọng kính mời ca sĩ Nguyễn Hưng quay trở lại sân khấu. Ca sĩ Nguyễn Hưng ơi, anh trốn ở đâu rồi? Ôi, mất kỹ quá, lên đi anh ạ. Vừa rồi hai anh em đứng nghe tâm sự là em hồi hộp lắm rồi nè. Anh bảo là anh em mới tập lần đầu, anh cũng mới. Vì ánh nắng vẫn sáng sau màn đêm, khi tình
một bài. Bài này hát. Đây là em theo hát xin khán giả bài. Vâng, xin mời anh. Anh Mạnh lên bản, anh Mạnh lên bản. Tặng hoa là phụ, còn cướp mic trắng trợn là chính. Mặt khác đã ra lúc cường xin chào mọi người. Chúng tôi nghĩ là gì đâu, mọi người vừa hát mình nghĩ. Có phòng tí đây ạ. Thank you.
xin mời Minh Hải đến sân khấu hỗ trợ của mình. Xin mời thêm một thanh bass để mà lên chơi full band bằng cái bàn nào và tất cả các bên lên đây luôn. Tòa bóng hát dài giữa khu ngã tôi thơ đã cam đèn dù cuộc sống lớn nhà trong ta mà lòng nghĩ suy để sống cô đơn dù mùa đông vâng tên
trình diễn của Ionic. Quý thân mến, đa số các bản sốc ballad của Bức Tường là do Trần Lập sáng tác. Ca từ trong những bài hát của anh rất dịu dàng, ví dụ như bài Mắt Đen, Cây Vàng. Trong album Đất Việt, anh Lập tự miêu tả các ca khúc của mình là câu chuyện về người Việt từ thuở khai thiên lập địa. Một cuộc sống bình yên, ngập tràn, yêu thương, nhưng cũng có những lúc phải cầm cây giáo, cây cung sẵn sàng hy sinh để gìn giữ từng tấc đất của tổ tiên. Trong album Vô Hình, anh Lập còn đưa vào những âm hình nhạc truyền thống có nét tương đồng với rock. Bài Dế Mền mà Lập sáng tác ở album Nam Châm của Bức Tường được báo Nhân Dân xem là ca khúc độc đáo nhất, với nội dung đầy chất triết lý và sự kết hợp đầy sáng tạo của nét giai điệu cổ truyền và chất metal. Trong khi đó, Ra Khơi là sự phóng tác từ dân ca Nam Bộ như một thử nghiệm tìm tòi mới của Bức Tường, và khi kết hợp âm nhạc dân gian và rock cũng như ví bài chủ đề cùng tên album như Thỏi Nam Châm, tạo sức hút của những khát khao sáng tạo để tìm đến một phong trào cách rất đậm chất Việt. Và ngay bây giờ, xin mời Ionic giới thiệu qua về thành viên và bài hát của đội mình được không ạ? Đầu tiên thì Ionic cảm ơn rất nhiều mọi người đã ở đây đến giờ phút này. Bây giờ cũng đã 10 giờ kém rồi. Leader của chúng tôi, Gia Phong. Một câu chuyện tình yêu bất hủ mà chắc là người Việt Nam mình ai cũng từng nghe qua. Người đàn bà hóa đá. Tuổi đời dốc thì chưa được 1 năm tuổi đâu ạ. Cho nên hôm nay đứng đây mà hát sau các anh Hải và mấy anh em cổng phản, thật sự là bọn em áp lực ngang anh ạ. Em xin một tràng pháo tay được không ạ? Thank you.
Bài hát tiếp theo ạ. Trở về ạ. Cùng anh em Yonic mang nhạc Bức Tường trở về được không ạ? Xin một tràng pháo tay ạ. Thank you.
bạn là nghe thử tiếng đệm guitar xem là các bạn có biết bài gì không ạ? Bài hát mà đã được diễn trong buổi tối ngày hôm nay, nhưng mà chúng tôi mới là người diễn chính. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một bài hát nữa. Ở dưới đây anh em tôi nhìn thấy có rất nhiều bạn nhỏ theo bố mẹ đi. Cho các bạn bớt buồn ngủ một tí được không ạ? Tâm hồn của đá. Là một buổi
diễn cuối cùng của em ngày hôm nay, bởi vì em sẽ có việc riêng. Chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho em họ và đạt được hai mục tiêu vinh quang trên con đường sắp tới. Em họ sinh năm 2K và chưa có người yêu nhá. Cháu chủ tịch, đây là mọi người cứ xin số của họ ấy, cứ xin số của mình là được. Mình cho phí thấp thấp rồi. Anh em còn sức để treo không ạ? Có. Go!